Shop Việt Trèo Neo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Trèo Neo Ở góc phải bên này có một nút đăng ký màu đỏ Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng shop bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất em sẽ lại gửi tới quý vị và các bạn và video ngày hôm nay về trường audio hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đầu cd nằm trong series những chiếc đầu CD top đầu cao cấp nhất của hãng Acuphase hiện đang có mặt trên thị trường đó là Acuphase DP450 và đây là một sản phẩm made in Japan à, dòng sản phẩm sử dụng nguồn điện 100V và đây là dòng sản phẩm mà em mua từ Nhật về với tình trạng là nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện và tức nó là một sản phẩm mới 100% Em xin nhắc lại là nó sẽ là một sản phẩm mới 100% Và mức giá của nó thì cũng chỉ như một sản phẩm line new Một sản phẩm demo hay sản phẩm dùng lướt trên thị trường Nó chỉ 86 triệu đồng quý vị và các bạn để sở hữu chiếc đầu CD A cũng vậy DP450 Sử dụng nguồn điện 100V và nó cũng là một sản phẩm mới Và quý vị và bạn sở hữu em nó cũng sẽ được À, khôi thùng bóc ni lông tất cả như mua một sản phẩm mới à, ở trên thị trường mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí và ngoài ra chiếc đầu này shop về cũng hỗ trợ quý vị và các bạn bảo hành trong vòng 1 năm bảo hành dài hạn à, rất là yên tâm để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm và cũng hỗ trợ quý vị và bạn nâng cấp hay là trải nghiệm À, sau khi trải nghiệm xong quý vị và bạn có nhu cầu bán lại hay giao lưu em vẫn hỗ trợ quý vị và các bạn những sản phẩm này trong thời gian rất dài để quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm đây là một trong những model đen tốt đầu và đỉnh cao của hãng rồi chắc không cần giới thiệu quá nhiều quý vị và các bạn cũng đã biết đến Acupay DP450 đó là phiên bản cao cấp nhất của CD đầu 4 đến từ thương hiệu Acupay nó nâng cấp từ phiên bản DP430 ra đời vào những năm 2016 đến 2019 thì Acufay DP450 đó là bản nâng cấp lên và nó sẽ được sử dụng những cái công nghệ tối cao tối ưu nhất của hãng Acufay những vật tư cao cấp cũng như trọng lượng của máy lên tới 20 kg và sản phẩm này thì em xin phép em sẽ để nguyên hộp xốp em sẽ không khui ra mà em chỉ quay video giới thiệu tới quý vị và các bạn thôi. Còn người khui ra chính là quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc đầu CD này thì xin mời quý vị và các bạn qua trực tiếp Việt Trẻ Audio ở tại Hà Nội cũng như có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển để giao lưu cũng như tham khảo các sản phẩm audio mà quý vị và các bạn yêu thích. Và sản phẩm này nếu quý vị và các bạn không thuận tiện qua Việt Trường Audio Ờ, để trực tiếp mở máy thì có thể uh, liên hệ với em em sẽ gửi uh, đến tận nhà cho quý vị và bạn nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như thế này để quý vị và bạn có thể tự mình mở ra và trải nghiệm sản phẩm mới đến từ thương hiệu acufay nó như thế nào và em xin uh, hân hạnh mời quý vị và các bạn liên hệ với em hoặc một trong hai số điện thoại trên tâm biển và mọi ý kiến đánh giá đóng góp xin mời comment ở phía dưới phần bình luận của video này em xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo